Ok, xin chào anh em, chào anh em quay lại video tiếp theo của tôi. Dạ, hôm nay tôi sẽ bắt đầu một cái clip mới, đó chính là làm cái mão ngưu ma vương nha anh em. Anh em cùng tôi làm cái mão ngưu ma vương nha. Bây giờ tôi sẽ quay cho anh em cách làm cái mão ngưu ma vương. Ok. Mấy kia đang quay. Tôi giờ tôi kiếm chỗ mát tôi làm nha nè. Ok. Ê, ca nước đãi đó cho tao uống nha. Ok anh em, bây giờ tôi sẽ tìm chỗ mát để làm mặt nạ cho anh em. Ai da rớt rớt bút lông rồi. Đây tôi làm bút lông. Ok, bây giờ tôi sẽ tìm chỗ mát mát để làm cái mặt nạ, làm cái mão ngưu ma vương cho anh em xem nha. Anh em cùng theo chân tôi đi làm cái mão ngưu ma vương. Ui nắng quá, sáng sáng nắng, sáng nắng quá anh em ơi. Rồi, đây người ta bơm nước nè, nay nước quá lớn luôn, ta xả nước ra đó là quá lớn luôn. Ok anh em, giờ tôi sẽ tìm cái chỗ mát để làm. Này, chỗ này đi, tôi sẽ tìm cái gì đó để ngồi nha. Ok, tôi sẽ tìm cái gì đó để ngồi được coi. Tôi tìm cái gì đó để ngồi. Không có gì ngồi luôn anh em ơi. Kiếm cái gì đó ngay không mà cầm ghê vậy. Kiếm cái gì đó để ngồi. Cao lên. Mấy mừng đi nghe nước thì lắm mà nó để lại cho thằng đầu trâu mặt ngựa này uống chứ chờ thôi. Ok anh em, giờ mình sẽ set up góc quay. Ok anh em, đợi tôi set up góc quay xíu.
Ok nè, tôi vừa setup góc quay xong. Và đây là tất cả dụng cụ để tôi làm cái mão đỡ đầu của Ngô Mai Dương nè. Ok. Thì bây giờ đây là tôi chuẩn bị là một cái bút lông để vẽ trước nha anh em, vẽ để cắt cho nó chuẩn xác xíu. Đây tôi dụng cụ cắt của tôi là một cây kéo, đây rất là bén luôn, rất là bén rồi nè. Ok, đây là cuộn băng keo hai mặt để tôi dán mấy cái miếng này dính lại. Và tiếp theo là một cuộn băng keo trong, để xíu tôi dán ở bên ngoài cho nó xíu tôi dán bên ngoài cho nó chắc lại nha anh em. Ok, giờ không nói nhiều nữa, tôi sẽ bắt đầu vào công việc luôn. Đầu tiên thì chắc tôi phải vẽ trước rồi quá. Ok, vẽ trước đi. Để coi vẽ gì trước đây ta. À, đầu tiên thì chắc vẽ bên ngoài trước đi. Đây. Tôi sẽ cắt cái vòng để đeo vào đầu trước. Biết được chưa ta? Tôi nghĩ chắc cũng là được rồi đó. Quá nhiều cái đầu rồi. Tôi cắt hết luôn đi. Ok anh em, tôi vừa vẽ xong. À, bây giờ tôi cắt cái vòng này luôn nha anh em. Nãy tôi vẽ hơi nhỏ nên giờ tôi cắt hơi bự xíu nha, cắt bự ra ngoài xíu. Thì mình làm cái mão này làm gì ha anh em? Thì mình làm cái mão này để cho một diễn viên trong bộ phim hài Tây Du Ký. Các bạn muốn đón xem bộ phim hài Tây Du Ký thì hãy lên YouTube gõ hài Tây Du Ký là nó sẽ ra nha anh em. Thì cái mão này dành cho diễn viên nào? Đố anh em dành cho diễn viên nào? Anh em đoán thử xem. Comment ở bên dưới đi. Comment đi, cuối video tôi sẽ cho anh em biết đây là cái mão của nhân vật nào. Ok, tôi vừa cắt xong cái vòng đeo vào đầu của Ngô Mai Dương nè anh em. Đây, quấn lại gì nè. Biết vừa không nè. Ok. Ok. Thì đây tôi sẽ quấn vào đầu như vậy nè. Chắc cái này tôi sẽ làm bự thêm một xíu nữa nè, quá nhỏ, tôi làm bự thêm một xíu nữa để đeo vừa vô nghe nè. Vậy tôi sẽ cắt thêm một miếng nữa để nói vô đây. Ok, cái này mình đi với bút lông dạng nha nè. Tôi cắt nhiều đây nữa là đủ rồi đó. Ok. Ok anh em, giờ tôi sẽ cắt Ok, bây giờ tôi sẽ cắt cái này nha anh em.
nhớ đón xem Hài Tây Du Ký nha anh em. Cứ lên mạng gõ Hài Tây Du Ký là sẽ ra thôi. Rồi. Giờ tôi sẽ dán keo vô đây nha anh em cho nó dính lại. Ok. Giờ tôi sẽ dán keo hai cái này dính lại luôn. Đầu tiên thì chúng ta sử dụng băng keo hai mặt đi. Rồi. Còn băng keo hai mặt của tôi đâu rồi nè. Đây. Có rồi. Bây giờ tôi sẽ dán băng keo hai mặt vô cái miếng này nha anh em. Để xíu tôi dán cho nó dính vô cái miếng này. Rồi dán bên đây một miếng nữa đi anh em. Ok, bây giờ tôi sẽ lọt con keo nha. Bên nữa tôi còn dán ở bên cái mặt bên đây một miếng nữa. Để cho nó đừng có sức ra nha anh em. Dán kỹ kỹ thì cho nó chắc chắn một xíu. Một miếng nữa nè. Thì cái mão ngô mai dương này làm cũng rất là dễ dàng thôi anh em ơi. Chỉ cần chúng ta có ý tưởng về cái mão đẹp đẹp thì chúng ta sẽ tự làm thôi. Rất là dễ. Anh em nào thích sáng tạo thì cứ vô mà làm theo nha. Tôi không hứa là tôi làm đẹp nhưng mà anh em nếu thích thì cứ làm theo. Tôi sẽ dán vô nha anh em. Ok, nó đã dính lại rồi anh em. Nếu tôi lấy bằng keo trắng tôi dán ở ngoài đó là ok luôn. Rồi giờ tôi cắt cái ghìa này bỏ đi cho nó đọc nó bằng. Đó, đẹp đẽ. Cắt cái ghìa bỏ cho nó đẹp nha anh em. Sức ra nên tôi phải dán lại xíu nữa nha nè. Rồi, ok. Ok, bây giờ tôi sẽ
quấn vào đầu tôi thử coi xem coi nó ok chưa nghe anh em. Wow, khá là ok luôn anh em ơi, vừa luôn. Tôi nói thêm một miếng này nữa là mới vừa đó. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục dán cái đầu bên đây lại nữa nha anh em. Rồi, vừa luôn anh em ơi. Giờ tôi sẽ dán cái đầu bên đây lại nha anh em. Hết một lượt luôn rồi tháo ra cho đỡ tốn thời gian nha anh em. Nghĩ 4 miếng là có thể giữ lại được rồi đó. Nếu mà giữ lại không được thì nó xích ra thôi. Mong là tôi dán vô lúc diễn phim đây du ký diễn viên sẽ không bị sức cái máu ra nghe nè, không thì nó bắn vốn tôi nè. Các bạn nhớ đón xem hài Tây Du Ký. Vậy đó. Giờ tôi sẽ dán lại nha anh em. Gỡ bằng keo ra. Keo hai mặt này thì anh em mua ở đâu? Anh em cứ ra mấy tiệm bán đồ và dụng cụ học sinh đó anh em. Bán dụng cụ học sinh viết tập vở đồ á, anh em nó bán cùng băng keo hai mặt thì người ta sẽ bán cho anh em thôi. Và chắc chắn luôn. Ok, bây giờ tôi sẽ đợi thử. Đây chỉ là cái dòng ở trong thôi nha anh em. Còn đó. Ok.
Ok anh em, thì cái dòng này thì tôi đã làm xong rồi anh em. Đây, tôi thấy ở đây nó còn hơi bị chưa dính lắm. Sẽ dán một miếng băng keo vô cho nó dính lại. Phải làm kỹ mới được. Ok nè. Đó. Thì tôi đã hoàn thành xong cái vòng đeo vào đầu. Bây giờ tôi sẽ cắt sừng và những cái quả tiết. Ok, để đây nha. Ok, bây giờ tôi sẽ lấy giấy bút lông và vẽ mấy cái sừng nha anh em. Sẽ tiếp tục cắt cái sợi, cắt cái sợi ngô mà dừa. Thế nào đây anh em? Tôi đang suy nghĩ ra cái ý tưởng để cắt cái sừng nha anh em. Quả này chắc khó ạ. Ok, một gang tay nha anh em. Tôi sẽ cắt cái sừng dài một gang tay của tôi. Đây. Và bên kia cũng vậy. Sẽ tô luôn nha anh em. Tô cho cái sừng nó đẹp. Vâng, ok. Đây là một cái sừng nha anh em. Đó, cắt theo cái mặt tô của tôi nè. Ok, bây giờ tôi sẽ tiến hành cắt cái sừng nha anh em.
nước ra nè mày. Anh em đợi tôi xíu nha. Nè, cái sừng. Đợi tôi đi uống nước xíu nè. Mà anh em uống nước chung với mình nha. Đã khoát quá. Ok. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cắt cái sừng ngô mai dương nữa nha anh em. À quên nữa. Mình tiết lộ cho anh em biết luôn là nhân vật trong bộ phim Tây Du Ký này mà đổi cái mão này là chính là Ngô Ba Dương nha anh em. Chắc anh em không xa lạ gì với nhân vật Ngô Ba Dương rồi ha. Ngô Ba Dương có vợ là Thiết Phiến công chúa. Thiết Phiến công chúa có một bảo bối rất là kỳ diệu anh em. Anh em biết đó là bảo bối gì không? Đó là quạt ba tiêu. Ok, giờ mình đã cắt xong một cái sừng. Nó sẽ đeo vào đây. Sẽ đeo vào đây. Đó, anh em thấy đẹp không? Ok, tôi sẽ cắt tiếp theo một cái sừng nữa. Tôi sẽ đánh miếng giấy vô đây và cắt thêm cái sừng nữa nha nè. Khỏi cần vẽ lại nữa, xin cho mời. Ok. Rồi tôi sẽ cắt theo cái này. Rồi, sẽ cắt hai cái này. Cắt hơi lâu xíu anh em thông cảm anh em. Sợ nó bị gắt. Tôi đã cắt xong một cái sừng tiếp theo của Ngô Ma Dương. Đây là hai cái sừng. Giờ tôi sẽ lấy bút lông và tô vào cái sừng này tiếp theo nha anh em. Rồi, tôi đã tô xong. Tiếp theo thì chắc có lẽ là tôi sẽ cây cái này ngọt đi, bỏ chân quá. Anh em thấy
thấy tôi chưa? Tiếp theo là tôi sẽ dán hai cái sừng ngô ma dương này vào trong cái này nha anh em. Dán nó vào đây. Cũng như vậy. Đó. Đó, kiểu vậy đó. Ok chưa? Ok, bây giờ tôi sẽ dùng băng keo hai mặt dán một miếng trước nha. Xíu tôi sẽ quấn băng keo chồng lại sao cho nó chắc cứu hơn thôi. Thêm mấy nữa. Dán nhiều nhiều keo cho chắc anh em. Để khi chúng ta diễn thì nó không bị sức cái mão ra nha anh em. Anh em nghe lời tôi đi, cứ dán thiệt nhiều keo đi. Keo không có nhiều tiền đâu, còn này chỉ vài ngàn thôi, dưới 5.000 nha anh em, dưới 5.000 là rẻ tiền thôi. Nên dán này mặt sau trước đi, nghĩ là nên dán mặt sau đi. Sừng này tôi sẽ rồi ok. Hình như tôi dán lộn lộn sao anh em ơi. À đúng rồi, phải là tôi dán lộn phải là anh em ơi. Nói gì nè mới đúng. Đó, vậy đó mới đúng. Ok, tiếp theo là tôi sẽ dán hết cái sừng bên đây vô luôn nha anh em. Anh em đợi tôi xíu nha. Dán bằng keo hơi lâu. Cắt thêm một miếng nữa. Anh em cứ dán thiệt nhiều keo đi, không có tốn nhiều tiền đâu. Nghe lời tôi đi, dán nhiều keo, dán cho nó chắc chắn lại.
Giờ tôi sẽ lọt keo ra. Kiểu như vậy em thấy thế nào em không? Tôi mọc sừng hẳn luôn em ơi, mọc sừng gãy hẳn luôn đó. Thấy tụi có đẹp không? Bây giờ tôi sẽ tận dụng cái này để làm cái hoa văn ở ngoài đây nha anh em. Tai rồi đó, tôi sẽ dán vô đây kiểu như vậy. Đây nè, tiếp tục tôi sẽ dán bằng keo hai mặt vô. Ok, bây giờ tôi sẽ lọc keo ra nha anh em. Lọc keo và dán cái này vô lại. Đấy, khá ngầu đấy.
vừa bị người yêu cắm sừng. Sừng tôi mọc càng ngày càng dài anh em ơi. Thôi nói vui với anh em thôi. Thì chắc cái mão của mình thì làm cũng đơn giản vậy thôi. Giờ mình sẽ vắn băng keo trong ở ngoài cho nó chắc nha anh em. Tại không thì băng keo hai mặt nó sứt rồi. Vậy là hết sức. Tiếp tục là tới bên đây. Tiếp tục là tới bên đây nha nè. Ok, bây giờ tôi cắt băng keo. Xong. Dán xong. Chỉ việc to buộc lòng. Như này nữa. Đấy. Còn bên đây nữa, còn bên đây nữa. Rồi ok nè. Khá là ngầu luôn. Còn dán keo này nữa. Đâu rồi, còn một keo. Nghĩ là mình nên vẽ cái gì đó vô đây. Ok, bây giờ tôi sẽ tô màu trước khi dán nha nè.
tôi sẽ dán mấy cái đầu của mấy cái sừng lại nghe anh em, để cho nó đừng có bị tét giấy ra nghe anh em. Giấy nó dễ bị sứt ra. Đó, như vậy là xong đó. Cái mà mau thôi. Cắt nốt luôn mấy miếng luôn. Còn 3 miếng nữa. Dán vô chân tôi đã lại đi. Hàng kia nó đi quay đâu mất tiêu luôn anh em ơi. Để tôi ở đây quay có mình luôn. Anh em thông cảm gì tôi quay có mình nên không thể cầm camera cho anh em coi được nha. Cái nữa rồi, ok, đây là cái mão ngô ma dương của tôi đã hoàn thành. Đây, đợi lên thử. Wow, khá là vừa đầu luôn anh em ơi. Đó, anh em thấy đẹp không? Ok, đây là cái mão ngô ma dương. Rất đẹp luôn. Thì thời gian còn lại tôi sẽ tô màu luôn nha anh em. Tô màu luôn cho đẹp. Chi là đẹp luôn anh em ạ. Rất chi là đẹp luôn. Anh em thấy rõ không? Nếu anh em nào mà muốn làm cái mão ngô ma dương này cho các em nhỏ chơi ấy, thì hãy làm theo tôi. Rất là đơn giản thôi. Đây. Đơn giản thôi anh em. Nãy giờ mình làm chắc cũng lâu rồi, uống miếng nước cái.
em uống nước chung với mình nha. Cực kỳ đã khác luôn em ơi. Cực kỳ đã khác luôn. Giờ này tầm khoảng 10 giờ. Tầm khoảng 10 giờ gì đó. Nhưng mà trời rất là nắng luôn nè. Cũng may là hồi nãy là tôi có chuẩn bị sẵn một ca trà đường mát lạnh đây. Thôi là chết khát ở ngoài đây anh em ơi. Chữa này lại cho hàng kia thiếu vô. Xin chữ tôi chắc do mà tôi uống hết ca nước này chắc nó nhặt nước tôi xuống dưới cái đường mương này bên phía bên tay đây tôi luôn quá. Không biết hàng kia nó đi quay tới đâu luôn rồi đó. Ok anh em, bây giờ tôi sẽ dọn mấy cái này lên nha. Tôi đã hoàn thành xong cái máu rồi, bây giờ tôi sẽ dọn tất cả cái này lên đây, đây. Đem vào cái chải của tôi. Ok, quăng nó vào đây đi, quăng đại vào đây đi. Ok nè, tiếp tục tôi sẽ dọn hết vô cái chạy này luôn nha nè, dọn hết vô cái chạy này luôn. Bút lông, băng keo, kéo, quan trọng là cái mão này của tôi nè. Đó. Anh em xem clip thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh nha anh em, để ủng hộ cho tôi làm những clip khác nữa. Ok, tôi sẽ đẩy xuống này. Đây, cứ dục mấy cái dụng cụ quang bên đi. Cụ không cần thiết quan bên. Quan trọng nhất là cái mão này nè. Đây. Mão ngô mai dương đây. Để ra nắng này cho đẹp. Đây, đây nè. Mão ngô mai dương đây. Rất chi là đẹp luôn. Cho anh em xem cận cảnh. 100% từ giấy nha anh em. 100% từ giấy. Nói không với rác thải nhựa. À. Mình sẽ ghi là có dùng băng keo bằng nhựa nha anh em. Có một xíu thôi. Nhưng mà anh em yên tâm, cái này sử dụng rồi chúng tôi sẽ bỏ đúng nơi, bỏ rác đúng nơi quy định. Thùng rác. Ok. Đó, cái mẫu. Tôi sẽ đổi cái mão lên và đi ra ngoài kia cho anh em xem.
Ok, bây giờ tôi sẽ cho anh em tôi đổi thử cái mão này là như thế nào nha anh em. Chi là ngầu luôn anh em ơi. Đạm mã hơi hơi bự hả ta? Tôi nghĩ là hơi hơi rộng rồi đó. Đây. Hai thằng kia tôi không biết nó đi quay tới đâu luôn anh em. Trời bữa nay rất chi là đẹp luôn. Trời gá khắng nắng rất là gắt nha anh em. Ok. À, tôi sẽ vô đây. Nằm giống và chờ hai thằng kia ra xem thành quả của tôi, xem tụi nó sẽ phản ứng thế nào nha anh em. Xem tụi nó sẽ phản ứng như thế nào với cái nè. Cái mảnh mà tôi vừa làm xong. Cái gì là đẹp. Tôi sẽ đợi hai thằng kia về nha anh em. Ok. Dạ, tôi sẽ nằm ở đây tiếp tục chờ đợi hai thằng kia dài. Xin chào tạm biệt anh em. Clip tiếp theo sẽ là review cái khác. Bây giờ clip này kết thúc tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của tôi. Clip này là hướng dẫn anh em làm cái mão ngu ma dương. Dạ. Không còn gì để nói nữa. Chào tạm biệt anh em.